Rồi, mến chào các bạn, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái dòng cờ lê của Kintuni. Check the mic and make sure it sound right, boy. Thì đây là những cây cờ lê của Kintuni, cái size nhỏ, size lớn. Đây là một cái dòng cờ lê mã hàng là 1071-46, đây là size 46 nha. Cờ lê 46, cờ lê một đầu vòng và một đầu miệng của Kintuni. Thì đây là một cái hãng mà mình đang giới thiệu rất nhiều cái dòng sản phẩm khác nhau. Thì cờ lê dòng miệng cũng là một trong những cái dòng sản phẩm mà mình thấy anh em mua rất là nhiều. Cho nên là, nhưng mà bên mình vẫn chưa có làm cái clip, thì mình hôm nay sẽ làm cho anh em, giới thiệu anh em về cái dòng cờ lê Kintuni này. Thì đối với dòng cờ lê Kintuni này, những cái size nhỏ và những cái size lớn thì cái mã hàng khác nhau, nên anh em mình chú ý về những cái mã số, mình cũng sẽ giải thích cho anh em đầy đủ rõ ràng. Ví dụ đây là cái dòng size lớn sẽ là mã hàng 1071, đây là size 46. Anh em nhìn cái cờ lê 46 đây, một cái đầu miệng và một đầu vòng, thiết kế rất là dày và chắc chắn. Sản phẩm thì anh em mình nhìn thấy độ hoàn thiện rất là tốt. Đây, anh em mình nhìn thấy trên cái video clip mình quay rất là rõ ràng để anh em mình có thể là có cái nhìn tổng quát về cái sản phẩm. Đây, mình điều chỉnh cái camera cho anh em xem thấy nè, cái dòng cờ lê ha. Đây là một cái dòng sản phẩm trong những cái hộp, ví dụ những cái size nhỏ hơn thì người ta bỏ trong cái hộp như thế này, một hộp là 5-6 cái gì á, như 6 cái nha, 6 cái. Đây, anh em mình nhìn thấy cái dòng nhỏ hơn thì nó sẽ là cũng là cái thương hiệu Kintuni, và mã hàng là 1060. Đây những cái cây cờ lê nằm bên ngoài, anh em mình nhìn kỹ nè. Đây cũng là cái size số 1060, những cái size nhỏ. Thì những cái size nhỏ sẽ là 1060, còn size lớn thì sẽ là 1071. Vậy thì size nào là size nhỏ, size nào là size lớn? Thì chút xíu mình sẽ cho anh em xem cái catalog để anh em có cái nhìn về những cái dòng sản phẩm, những cái mã số của sản phẩm. Thì đây là những cái size nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì đây mình ví dụ như là size số 24, 23 v.v. Thì bên cạnh đó thì mình cũng cho anh em xem luôn cái trong cái hộp này. Đây, nó một cái hộp như thế này, 6 cây. Đây, size số 30 nè, 1060, 30, Kintuni. Đây, đó, một cái cờ lê dòng miệng nó như thế này của hãng Kintuni. Rất là đẹp đúng không anh em? Thì anh em khi mà anh em mua lẻ từng cây thì không có nằm trong hộp anh em nhé. Mình chỉ giao từng riêng thôi, còn những cái size lớn như thế này nó không có cái hộp, thiết kế hộp riêng. Nó lại thiết kế cái túi ni lông và dán tem bên ngoài như thế này. Đó, thì cũng tùy. Còn những cái size nhỏ bé tí như thế này, ví dụ size 6 nè, size số 7 nè, bé tí như thế này nè, cũng là 1060. Đây, thì anh em mình cần cái size nào cũng có. Ở đây mình cho anh em xem cái catalog của sản phẩm. Mình đang dạch ra tìm cái dòng cờ lê. Đây, dòng cờ lê. Đây, anh em nhìn thấy cái sản phẩm. Đây, cái phần catalog. Ở trong cái catalog ở đây là những cái dòng 1060, thì sẽ là những cái size nhỏ, bắt đầu từ size 5.5 cho đến size số 32. 1060 từ 5.5 ly cho đến 32 ly là có cái mã hàng là 1060, cao nhất là 32. Và đây là cái quy cách sản phẩm cao nhất, cũng như là bên cạnh đó trong catalog sẽ thể hiện được chiều dài, kích thước luôn anh em nhé, trọng lượng luôn. Đây là một cái size 32, size 1060 32, size cuối cùng trong cái chuỗi hệ mét mã hàng 1060. Khi mà anh em bước qua cái size số 33 thì sẽ bước qua một cái hệ số khác, đó là cái mã hàng 1071. Đây, anh em xem 1071 này, 1071 ha, size số 33 trở đi, bắt đầu từ size số 33 trở đi, trải dài xuống luôn, xuống đến size 85 vẫn là 1071. Đây là những cái quy cách của cái dòng cờ lê. Thì anh em mình cần những size nào thì alo bên mình hoặc nhắn tin, bên mình sẽ trả lời 100% tin nhắn. Anh em nhắn trên Zalo mình sẽ trả lời đầy đủ cho anh em, có thể chậm chút xíu nhưng sẽ trả lời đầy đủ, không thiếu bất kỳ một ai nha. Đây là ví dụ như mình một cái size 1071 này, size số 36 này, nằm trong một cái bịch như thế này, một cái túi ni lông như thế này. Nên là nhà sản xuất họ đưa ra như vậy luôn chứ không phải là mình tự làm, tự chế ra nha anh em nhé. Đó, thì bên cạnh đó thì anh em mình cần những cái sản phẩm ngoài lời khác của dòng Kintuni thì anh em cứ liên hệ bên mình đừng ngại. Và anh em nào chưa đăng ký kênh YouTube hãy đăng ký kênh YouTube để xem những video clip lần sau. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.